Cũng đến giờ nó nghỉ, bây tôi nghỉ, nó nghỉ, nó lo cho anh. Giờ thấy nó nghỉ, nó không chịu, nó hồi cô ghét học, cũng không biết chữ, không muốn làm. Nó cũng chịu học lắm. Về chiều nó chăm sóc anh. Nó lao mình ra mấy cháu anh ăn cơm rồi. Anh vợ cũng di căn vậy rồi thôi. Chết một phiên nữa nằm rồi. Chờ nào đi, đi chứ. Cô Phú xin gửi lời chào đến cô chú anh chị đang theo dõi ở trên kênh. Cách đây ít hôm, cô Phú có xuống nhà lưu trú và có nghe qua một cái câu chuyện của một gia đình rất là tội. Gia đình này có đến 3 người bị bệnh ung thư. Đầu tiên đó là người con, sau đó là tới người chồng và gần đây nhất là người vợ. GoFood cũng có hỏi thêm là ai là cái người mà bị nặng nhất và đau nhiều nhất. Thì ở dưới thì họ nói là người chồng hiện tại là đang nằm ở bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Anh là bị đại tràng và đang có dấu hiệu di căn qua xương. Hiện tại là anh không có thể đi đứng được. Và mình cũng có gọi điện trực tiếp đến cho người chồng. Khi mà anh nhận được cuộc gọi và thấy hình ảnh của GoFood đó, thì anh bật khóc và anh cũng có nói là hãy giúp anh, hãy giúp anh để anh có cái sức khỏe, anh lo cho vợ và con của anh. Và mình có hứa với anh đó, là mình nói là một ngày gần nhất là mình sẽ xuống gia đình để mà thăm và trong cái khả năng có thể giúp đỡ được. Và hôm nay đó là mình đang có mặt ở Mỹ Tho, Tiền Giang để mà thăm gia đình. Bây giờ đó thì xin mời cô chú anh chị hãy theo chân GoFood để đến thăm gia đình. Và thông qua cái video này, mong cô chú anh chị có thể động viên tinh thần cho cả ba để mà vượt qua những cái khó khăn trước mắt. Chào con nha. Em chào anh nha. Dạ. Em chào anh. Dạ. Hôm bữa là tính xuống cái hôm mà em gọi cho anh mà anh đang nằm trong bệnh viện ở Tiền Giang đó, là em tính là sắp xếp là em xuống liền đó. Dạ. Nhưng mà không kịp nên là hôm nay là em xuống. Dạ. Thấy trong điện thoại mới gọi điện gì đâu mà thấy anh xúc động quá, em cũng xúc động theo rồi em tính xuống liền. Dạ, dạ. Em chưa kịp hỏi tên anh á, cho em biết. Dạ, tên anh nha. Tên Đặng Thanh Tùng. Dạ, anh Tùng. Năm nay anh Tùng bao nhiêu tuổi? 43 tuổi. Mẹ con em 30 tuổi. Anh về nhà được mấy ngày rồi anh Tùng? Mới về 2 ngày mà đau quá. Lấy một phiên về chết lên cho anh. Sử dụng tới một phiên rồi hả? Dạ, tới một phiên. Giờ nó... nó ăn vô xương rồi. Nghe vợ anh nói là xương với phổi luôn hả? Dạ. Chính xác hơn là anh bị trực tràng. Dạ, 3 năm rồi. 3 năm mấy rồi giờ nó di căn. Lúc mà anh đưa con của anh đi điều trị bệnh ở bệnh viện ung bú đó. Dạ. Là cũng biết tới mẹ Cát Tường với lại. Dạ. Mấy phụ huynh ở trong đó. Dạ, dạ đúng rồi. Tại vì chị cho này lúc nó còn nhỏ xíu à. Cái thời điểm mà anh dẫn cháu qua bên ung bú á, là lúc. Dạ. Đó là còn ở bên Trăng Long đúng không anh Tùng? Đúng rồi, đúng rồi. À, còn... là em cũng hay thường xuyên vô trong đó là chắc. Dạ. Là có thể là biết nhau. Dạ, nhưng. Dạ. Mà tại vì nhiều bệnh nhiều quá không biết lo chăm cho nó không thì tới lui đi làm. Cháu ở phòng 3 lẻ mấy? Phòng đó của bác Thủy. Mà giờ không nhớ em phòng đó. Phòng mấy em Thịnh á. Đó ở chung phòng phòng 4. 304 hả? Dạ. Năm. Dạ em nhớ. Thì chung với Cát Tường lúc đó vô hình như vô trước Cát Tường hay gì. Cát Tường vô sau. Ba người á là cháu là bị phát hiện ca đầu tiên. Dạ. Con trai anh đó hả? Dạ. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Năm nay 6 tuổi rồi là. Chính xác được. Là cháu bị gì vậy anh? Nó bị u gan. Nó mổ rồi. Trong gan có khối u. Dạ. Mổ bên Nhi Đồng. Rồi chuyển qua bên ung bú. Tình hình sức khỏe con anh giờ bây giờ sao?
Thì lúc đó là giờ hổng gài từ dịch tới giờ không có đi khám cho nó luôn. Mấy đợt trước thì có, trước chưa có dịch á, thì mỗi tháng đi tái khám cho nó, lúc đó chưa có bệnh. Rồi sau này tự nhiên trị cho nó vừa xong 3 năm là anh phát hiện anh bị, rồi anh cũng mổ xong, rồi cũng đi làm để cái bịch ở ngoài luôn, rồi cắt hết cái ruột già. Rồi này nó di căn tới này đi hết được. Đi hết được là bao lâu rồi chị? Hai mấy ngày. Bởi nhìn thấy anh Tùng thì không thấy ấn tượng, nhưng mà nhìn chị thì thấy lại quen quen. Dạ. Hồi đó em nuôi bệnh hay là sao? Là... Em cũng hay đi vô thăm mấy đứa nhỏ ở trong cái trước dịch á, lúc đó là còn dễ vô á. Đúng rồi. Dạ. Cũng như bé nó bệnh thì chị là đánh suốt luôn. Cái vô thuốc rồi nó yếu rồi cái cũng lọc đó cũng nằm lại đó, nó cũng cỡ tháng mấy nó bị bệnh giống như là viêm phổi á, chuyển qua chuyển lại hoài, nhưng mà cái thuốc rồi thì nó vô được. Những cái lại nó giờ rồi nó cắt hết một bên gan phải, rồi mật cũng cắt hết một bên gan trái rồi. Hiện tại cháu đang duy trì hay là cần phải đi khám, đi điều trị thường xuyên không chị? Giờ là nó khám định kỳ đó, nhưng mà tới bữa hổm bác hẹn là 6 tháng khám cho bé, mà cái dịch bệnh, cái đường ra tới ba nó bệnh cái nữa. Rồi tới nay chị chưa khám, mà chị thấy nó cũng thở, nó cũng mệt, nó than hoài, nó cứ nửa nay cũng đi tái khám thì nó chứ. Mẹ sắp xếp ba nó ổn 100 đi tái khám. Bây giờ là chị là người chăm sóc cho anh Tùng với lại là con trai. Là hai vợ chồng có mấy đứa con? Chị hai đứa. Ba nó giờ là hậu môn là để ở ngoài luôn rồi. Nếu mà sắp xếp được thời gian đó, một hai hôm á, thì nhờ người thân chăm sóc cho chồng ở nhà, rồi chị lên đưa cháu lên trên ông bú á, chứ để mà bị ngắt quãng cái thời gian á, nó sẽ không có tốt, lên để mà họ kiểm tra. Hôm nay cũng tính đi á, mà anh về rồi nó không có đi được. Cháu nó là đâu có đi học. Dạ. Nó yếu quá, đi học rồi cái của họ cũng gửi đó, mà nó bài cảm vậy để ăn uống. Mà vô học thì cô giáo cũng thấy ăn uống là cũng như nấu là ăn chung hết. Rồi có mình nó thì ăn cũng phải cử, rồi nên họ chỉ cho cái lớp mệt rồi cho học chung, cho nó biết chữ rồi nó nhớ cùng nghiệp. Còn bây giờ là cái hướng của anh Tùng như thế nào? Ủa sao mình không có đưa anh Tùng lên trên bệnh viện ung bú hả chị? Là từ hồi bệnh tới giờ là chỉ ở khu vực thôi hả? Chỉ đây chứ lên trển thì thấy chi phí rồi nó nhiều quá. Không, chị không nổi. Không có được tiện. Vậy chứ ví dụ như anh trị ở đây là như thế nào? Tiền bạc như thế nào? Ở đây thì không có ít tốn tiền. Xe của mình đi thì mướn người ta. Lên trở lại 200, mình về 200, mình vô cấp cứu, mình nhập viện, rồi mình đỡ tốn tiền. Như đợt này không có thuốc rồi về, thiếu thuốc em ơi. Như anh vô to thứ năm rồi đó, tái lại, giờ anh đang cho vô to thứ sáu, thì thấy nó đáp ứng cũng được, nó đỡ nhất, cũng như to nhất quá. Nhưng mà bây giờ đang di căn qua phổi với xương mà. Dạ, thì giờ thì nói chung là di căn vậy, nhưng mà cho tí em có thuốc á, thì vô nó có thể chặn lại. Em đỡ ra không? Thì ý em nói là ví dụ nhiều khi ở trên tuyến trên thuốc nó sẽ tốt hơn và cái họ có cái chuyên môn hơn, nó đỡ hơn. Thì ý em là vậy thôi. Giờ điều kiện không có giờ. Tại anh dẫn con lên anh lên trên ung bú thì anh cũng nắm một chút xíu về thuốc thang, cứ là cái hướng điều trị trên đó thì em nghĩ là. Nhưng mà mình không có điều kiện. Dạ. Dạ có mình dạ làm. Đâu có ai đâu mà lo. Cái con nhóc lớn đi học rồi đây. Em vòng có hai cái hình ra phụ cái này kia nó. Anh ta giúp mình chứ người ta không có điều kiện mà tụi chạy. Tụi chạy đây em tốn tiền xe với tốn tiền ăn. Còn ở trên đó thì xe nhiều quá. Rồi tiền nhà trọ nữa. Con này đâu tốn nhà trọ. Đây cho mình ở trong trên kia viện. Ở nhà mẹ Cát Tường cũng được. Dạ. Thì nói chung là đó giờ lên trển thì mấy năm trước thì ở nhà trọ, nói chung là cũng còn được đi làm á, có tiền thì ở nhà trọ hả. Còn giờ nói chung là
Dạ, cái chân sao đây, bây giờ sao đâu chị? Ngồi vậy cứng cứng đơ luôn hả? Ngồi vậy không được. Bao lâu rồi? Ngồi vậy phải kéo hay mấy ngày? Ngồi vậy phải đỡ lên thì ngồi ăn thì được rồi xong. Rồi kéo xuống. Chứ vậy không té. Tối thì ho nhiều hả? Tối thì cũng có hổm gà về ho, chưa có báo bác sĩ. Đau quá chích một phim vô. Đau quá chịu nổi. Một phim đó là ở bệnh viện họ họ cấp á, họ cấp cho mình. Họ cho nhiều lắm, tại đau chịu không nổi á. Xin thì họ cho à, chứ không có bán gì á. Nói chung cũng được. Anh sử dụng một phim là bao nhiêu lâu rồi? Đợt đó thứ năm thì sử dụng một phim nhiều lắm. Ủa đó thứ tư, nó ra máu nhiều quá thì bác sĩ cho về sử dụng cũng mấy chục liều. Rồi anh, ủa to thứ tư, ừ to thứ năm rồi bắt đầu nó thấy nó đỡ, nó bớt đau cũng mừng mừng. Vô được to thứ năm á, rồi nó bớt máu nữa. Rồi không có sử dụng một phim luôn. Rồi mới về hai bữa uống cái bịch thuốc này, chắc nó lạnh hay gì, uống mới hai bữa. Rồi tối đau quá, trời đau luôn. Rồi chạy đi lên chảnh, xin về chích. Tự chích luôn. Tự chích luôn. Không có nhờ ai hả? Bẻ tự chích, tự làm hết. Chứ không mướn người ta vô, tiện đâu mướn. Cháu lớn là đi học rồi hả chị Lan? Nó đi học rồi. Cũng tính cho nó nghỉ, mấy tôi nghỉ, mấy bà cho em. Thấy nó nghỉ, nó không chịu. Thôi cô ghét học, cũng không biết chữ, không muốn làm gì vậy. Nó cũng chịu học lắm. Về chiều nó chăm sóc anh. Nó lao mình ra mấy cháu anh ăn cơm rồi. Mẹ nó đi bán về mệt nữa. Mình ra mấy đi học nguyên ngày. Giờ cho nó nghỉ, nó đi ra thăm. Giờ nó thấy tội nghiệp quá. Mẹ nó giờ cũng di căng vậy rồi. Thôi ít một phim rồi nằm rồi. Trời nào đi đi chứ. À, có gì đâu, em nói anh á là chủ yếu là mình đi lên tiếng trên hoặc là thuốc thang khác là nó sẽ đỡ thôi, chứ có gì đâu mà đi với không đi. Chị Lài phát hiện cái bệnh của chị nữa là bao lâu rồi? Em bị tuyến giáp. Chị này cũng 3 năm mấy rồi mà cứ uống thuốc định kỳ lại hết thuốc là phải lên khám, hết thuốc là phải lên khám. Chính xác là mình đang bị... mãn tính, những người chị bị suy giáp, nó mới đầu nó bị viêm giáp, sau chuyển sang suy giáp. Suy giáp là uống thuốc giống như là hết thuốc là phải lên cái khám, quản lại tiến hành. Đại khái là mình tạm gọi là dễ nhớ là mình tuyến giáp đi ha. Đầu tiên là cháu nhỏ, xong rồi tới anh Tùng, xong rồi tới chị. Chứ cách nhau vài năm vậy thôi. Chị thấy, em thấy chị sắc mặt cũng không có được tốt. Có nghĩa là vừa chăm sóc cho chồng con rồi thêm nữa cái bệnh nữa. Chị ăn uống được không? Chị thì cũng ăn được, thì cũng ít ít vậy, đó thì cũng ăn chén cơm vậy là xong. Với lại chị đi bán dừa rồi. Hồi nãy anh Tùng nó nói đáng lẽ là đầu giờ chiều sẽ đi bán. Nhưng mà em xuống thì chị nghỉ. Rồi em cũng suy nghĩ trong đầu á, bán dừa đồ đó là phải cần chồng hoặc là một người đàn ông mà khỏe mạnh để mà bán, mà chị ốm yếu như vậy là thì anh bán không có giờ anh bệnh anh giao nó chứ giờ bán ai bán, không bán lấy gì đâu ăn. Khi nặng quá thì nhiều ba nhiều quá thì nhờ mấy anh đó anh tiêm thuốc bổ về anh cũng tiêm lại đất chị tiêm. Bán là chị bán giống mấy cái ông xe ba bánh hay là chạy đi bán dừa giải khát hay là bán lúc trước chị có bán ngoài đầu đường đây nè, cũng lấy cái cây là bán, là cũng có bán lẻ cũng có nữa, rồi giờ chị đây chị bán ngoài bến đò cũng có nữa. Xa không chị? Ở ngoài đồn bến Qua Viên, ngoài đây gần ông Vũ Ba Quân đó. Từ đây ra đó là bao nhiêu cây số? Từ đây ra đó khoảng 3 cây. Thì công việc bán dừa của mình đó, nó có đỡ không? Chị làm như cũng ít ít là cái ngày nhiều khi nhiều thì cũng được có trăm mấy, còn ít ít thì cũng có 60-70 ngàn thì theo bữa. Một ngày chị làm bao nhiêu tiếng mà chỉ có thu nhập là 60-70 ngàn thôi? Cũng như là giấc sáng thì chị tranh thủ là chị làm, mà nhiều khi ở nhà có anh chị cơm nước cho nước nhỏ rồi chị để đó trại nuôi trại ẩm nữa, rồi khi ông bệnh ông nằm viện á cũng trại đó trại nuôi chứ không có bán số, ví dụ
sáng chị ra bán, cái chiều rồi ra bán, canh thủ như nào có thời gian bán thì sáng 3 tiếng, rồi chiều 2 tiếng, chứ không có hơi là hết như ngày để chạy tới chỗ. Mùa này thì chắc bán cũng đỡ, tại vì mùa nắng nè. Chị Lài với lại anh Tùng là quê ở Đạo Thạnh này luôn hả chị? À, chị ạ. Đó, anh thì ở bên Thanh Lâm, anh về qua đây. Rồi đó nhà em còn á. Rồi mới làm, anh thì chạy qua đây cho dễ làm. Còn chị là ở đây? Chị là ở Chợ Gạo, quê chị ở Chợ Gạo, có chồng lúc trước về ở bên Thanh Lâm. Sau đó là bản thì phà, rồi qua đây, mới đây, qua đây chừng 5-6 năm ha. Hai chồng mua được miếng đất này. Ngày xưa giống như không có bệnh thì cũng hai chồng đi làm, trước chị cũng đi làm xí nghiệp nữa, rồi cũng dành dụm mua, mà từ hồi qua đây tới giờ giống như không biết sao. Ồ, ảnh đào kìa. Ừ, vậy hả? Anh nằm anh thấy có hầm không anh Tùng? Có tắm điểm đó. Nước á, hồi nãy bị lỡ rồi hả? Không, thì em cũng lắc qua lắc lại, tại cái anh tự anh lắc qua lắc lại, em mua cái thuốc khăn anh thuốc rồi lỡ lên cái tích miếng có ngày nào cũng hai mấy ngày. Ngồi vậy chút không? Thôi ngồi vậy đâu. Khi nãy là mình có gặp con trai của hai vợ chồng, nhưng mà mình xin phép là mình cũng chia sẻ hình ảnh của cháu thì cơ bản thôi mọi người. Tại vì hiện tại bây giờ YouTube họ có những cái quy định của họ, nên là hạn chế cái việc mà trẻ em rồi đó, thì mong mọi người thông cảm. Cái việc chăm sóc cho chồng với lại con với lại là quán xuyến trong gia đình đó, thì chị sắp xếp trong một ngày như thế nào chị? Rồi chị còn phải đi bán nữa, chị kể cho em với mọi người nghe đi chị Lại. Sáng thì chị dậy sớm nấu cơm thì cho nhóc đồ ăn, rồi dọn dẹp xong rồi chị khoảng tranh thủ khoảng 7 giờ mấy chị ra bán dừa. Khi nào bán được thì dừa sớm 9-10 giờ, còn không được thì khoảng 11 giờ, 11 giờ mấy. Rồi về bắt đầu cơm nước, tắm rửa, rồi cho con nhóc, rồi ba nó. Rồi dọn dẹp xong rồi tới chiều, nhiều khi chị ra chị bán, chắc chiều chị bán ít, chừng 2 tiếng, rồi chắc chiều về dọn dẹp, lau mình, ba nó, rồi nhóc ăn uống, ăn lần tới tối, mà lúc đó ở nhà nha, còn khi ba nó mệt thì còn lên bệnh viện nữa. Cái công việc bán dừa của chị là đã bao lâu rồi? Lúc trước là chị bán, như là chị bán gần ngoài đây nè, là bán cũng từ hồi dịch bệnh tới giờ cũng mấy năm rồi, còn bán ngoài bến đò thì lúc ba nó bệnh tới giờ là chị bán chắc cũng cỡ năm mấy á. Là ba nó không làm được thì chị ra chị bán thêm ở ngoài bến đò nữa. Chi tiêu mà em nói cho nó mình dễ nhớ á, mình tính hàng ngày đi, ăn uống rồi tiền điện nước, tiền thuốc thang rồi cho hai cha con, hoặc là các chi phí khác là khoảng bao nhiêu một ngày, tính sơ sơ thôi. Ăn uống rồi chi phí, nếu mà ba nó không nằm viện á, thuốc men thì một ngày á, như là chị làm mà ngoài chừng một ngày chừng ví dụ cho bình quân là nhiều ít diện 100.000 là 3 triệu mấy, là không có đủ, như đủ là đủ lo đồ ăn đủ, còn điện nước này kia khi nọ là cái mấy phần đó là thiếu, thuốc rồi thiếu hết. Ví dụ như là ở kiểu là ở miền miền quê mình đi thì tầm vào khoảng từ 2,5 triệu tới 3 triệu là có thể là ăn uống các thứ đồ cho gia đình khoảng 3-4 người thì cũng thuộc dạng là cũng được đi ha, 100 tới 120 thì được, nhưng mà hai cha con này thì bây giờ thuốc thang mình tốn là tốn kém việc đó. Với lại bé chị nó yếu, mỗi lần bệnh đó là cái đi khám bệnh là nhiều khi mua thuốc ngoài á, mua thuốc xịt đầu giống như xịt mũi hay gì đó là không có, mà ra ngoài mua lần cả 100.000 cũng có, mà mỗi lần nó bệnh là thường xuyên cảm rồi thường xuyên, tại kháng thể nó yếu, nó không có mật á, ăn uống không tiêu hóa được, là tiền thuốc rồi là thì không đủ. Hai vợ chồng có nhờ được bên nội bên ngoại để mà anh em hay là để chăm sóc hoặc là giúp phần nào không chị? Có, lúc trước mới bệnh là có nhờ bên nội, bên ba nó cũng nhiều lắm. Rồi bên ngoại cũng có nhờ cũng giúp cho, nhưng mà giống như là thời gian nhiều năm quá thì
cũng có cho chứ có mình giúp đỡ, nhưng mà mình cũng phải làm mình kiếm thêm thuốc men đồ ăn uống á, chứ giống như là chị giống như là nhiều á, mới đầu thì giúp đỡ nhiều nhưng mà giống như bệnh này nó kéo dài nhiều năm hết cơ. Cái tiền nợ chắc có chứ, nợ ở ngoài xã hội á. Nợ thì cũng có, những khi thiếu rồi chị cũng mượn rồi xây rồi làm rồi trả từ từ, rồi những khi bên nội có giúp đỡ rồi cũng xây xây rồi trả vòng vòng vậy đó, nhưng mà ăn uống thì tiết kiệm chút. Làm gì làm cũng để cho cái cháu lớn á, để đi học rồi chắc cũng phải cố gắng chứ, để mà cháu nó nghỉ thì mình cũng tội cho cháu, rồi thêm nữa cháu nhỏ thì chị cũng phải tranh thủ nữa nè, để mà đưa cháu nhỏ đi lên trên bệnh viện đi khám lại xem cái khối u hoặc là tình hình sức khỏe của cháu như thế nào các thứ. Hôm nay ba nó cái giờ đi không được, cứ tính là cho thằng lớn nó nghỉ ở cái nhà nào phụ, giữ ba ha. Phụ như đỡ lên đỡ xuống rồi á, phải có người trợ giúp. Rồi nhiều khi chị đi bán hay gì đó, với lại một chị giống như là nhiều hay là dẫn ổng đi thì họ không có nổi, phải có cần phải người trợ giúp. Nhiều khi nằm bên bệnh viện bản thì cũng phải mướn người thì đặng người ta phụ á. Ở dưới đây chắc là tìm công việc cũng khó, ngoài công việc làm công nhân thôi. Ở dưới đây khu công nghiệp cũng nhiều. Khu công nghiệp nhiều, công nhân. Lúc trước chị cũng có đi làm công nhân nữa, mà là giờ thì không làm công nhân được, nó gò bó thời gian hết rồi. Ở trỏng thì khi tăng ca tới 7, 8, 9 giờ tối mới về, không có làm gì ở nhà được, chỉ có chút tối. Chắc là cũng có lúc mà hai vợ chồng cũng tuyệt vọng à. Có nghĩa là cũng khó mặt chứ. Em nghĩ là khi mà phát hiện con mình á mà bị bệnh ca là đã là một cái nỗi buồn rất là lớn rồi. Có ai mà nói là có ai mà ví dụ như hàng xóm hoặc là bạn bè hoặc là người thân của mình á, người ta nhiều khi người ta không ngờ. Em thật sự là khi mà em xuống nhà lưu trú của mẹ Cát Tường á, em cũng không nghĩ là sao mà gia đình mà chồng mà cũng bị, rồi vợ cũng bị, rồi con trai cũng bị nữa. Thí dụ như có bị thì ví dụ như là di truyền, ví dụ chú bác người tới người này người kia, chứ đâu tới mà trong người gia đình mà thân thiết là ba người như vậy. Lúc mới nhóc nó bệnh đó thì chị cũng lúc đó cũng buồn, cũng hụt hẫng lắm, mà cũng cố gắng. Cố gắng là lo cho nó, là cái khoảng là hình như nó cũng vô 10 to á, qua trị thì cũng 10 to. Đây nó không giữ được, người bác là nó 10 to là mổ, bé nó mổ bé, cũng như là cắt gan à. Xương. Xương bên đây, qua đây là bây giờ cũng còn thẹo nữa. Mập với gan hết rồi, ráng cố gắng lo cho nó xong. Nó vừa xong ổn khỏe được chừng nửa năm. Nửa năm năm gì á, là cái bắt đầu tới ba nó. Không nghĩ tới thôi, lúc đó cũng còn khỏe, còn tì, cũng chạy, cũng chữa. Lên đó gặp mẹ Cát Tường hết hồn, tự đi, tự lo luôn. Thời điểm đó là chị qua ở nhà lưu trú ở bên mẹ Cát Tường hả? À, lúc đó là mới đầu lên đó là bé nó bị giống như là nó mổ, nó vết thương nó còn ấy bên di đồng chuyển qua là nó còn thở, mình phải chăm sóc, lúc đó là ở trong bệnh viện, lúc đó cũng như là còn được ở trong bệnh viện chứ không phải là, nhưng giờ đông quá thì người ta cho ra ngoài, ở trong bệnh viện rồi là xong rồi vô thuốc xong rồi hết to thì được về, rồi sau thời gian sau mà mấy to cái tiếp á thì khỏe thì qua mẹ Cát Tường, còn ví dụ như mà nó giống như là nó nặng quá thì ở trong bệnh viện. Bây giờ động lực của hai vợ chồng là gì, có thể nói cho em nghe được không? Hay là bây giờ buông xuôi rồi? Giờ thì ba nó thì suy nghĩ là được ngày nào cái hai ngày nấy, của chị thì giờ cố lên lo cho đứa nhỏ chứ giờ buông nữa rồi bé nó bệnh á, rồi bỏ vậy rồi giờ tội nghiệp họ ngoại gì cũng lớn tuổi hết rồi,
rồi bỏ lỡ có bệnh cái gì nữa rồi bỏ nó tội nghiệp không ai lo. Tới ngày đi tới khám cái gì đó thì nhiều khi bệnh hoạn thì thức đêm thức hôm rồi bà ngoại thì lớn tuổi hết rồi giờ cố lên thì lo cho con được ngày nào hai ngày nấy vậy. Ví dụ như là em nói ví dụ nha, kể cả anh Tùng và lại kể cả đứa con trai á của mình á mà được cái sự giúp đỡ bằng tiền mặt á thì hai vợ chồng có thể là sắp xếp thay đổi chút xíu so với bây giờ được không? Ví dụ như là tại vì cháu nhỏ bây giờ là từ hồi dịch bệnh tới giờ là gần 2 năm mấy rồi mà không đi tái khám lại, hiện tại là bây giờ trong người của cháu mình không biết là cái u nó phát triển như thế nào, và trước mắt là mình thấy là về việc sức khỏe của cháu không có nè, rồi đang ảnh hưởng về việc hô hấp nè, phổi của cháu, nên là cái đó là phải cần cho đi khám hoặc là đi có cái hướng điều trị. Rồi cái thứ hai nữa đó, nếu mà được hỗ trợ, nãy em nói là em nói lại nha, nếu mà được hỗ trợ về kinh tế đó thì chị có đưa anh Tùng lên trên tuyến trên nữa không? Nếu mà có điều kiện thì... nếu mà có điều kiện em nói ví dụ vậy. Dạ đi, giờ bán nhà này ra kiểu bán không được. Anh kêu mấy hết nè. Không, ý anh nói là có điều kiện mà ví dụ như có người giúp chứ không phải là mình bán nhà. Em nói ví dụ vậy thôi. Thì đó anh cũng kêu bán mình. Anh chữa chạy nên giờ bán không được nó ở nhà trọ. Anh thấy tội quá. Dạ, anh chịu đơn anh chứ. Anh bán. Chứ mình bán là hai đứa nó không có nhà ở. Mấy đó, mà được vậy mà anh mừng dữ lắm. Tự nhiên là mình bệnh đó, nhỏ bệnh cũng được. Và tự nhiên khác là mình bệnh. Nên nó quẹ giò nên cũng đi kiếm tiền được. Cũng không biết nỗi nào á. Anh trả bữa cho là bệnh như chứ. Anh đi thức chè trả lấy cái bữa cho anh bán thì cũng không có tiền. Là làm lễ với nhà chịu. Không có điều kiện nên ảnh không đi, nếu mà có điều kiện thì ảnh cũng đi lên trở ảnh khám tổng quát coi sao coi xương đi vậy được rồi vợ con đã được. Nhà mình nằm cũng gần một cái tuyến đường xe ô tô nên thí dụ như có di chuyển á thì cỡ chừng để anh lên xe lỡ băng ca đó rồi để lên xe cấp cứu thì đi thì nó cũng tiện. Từ Mỹ Tho này lên Sài Gòn bây giờ ra cao tốc cũng gần ha. Còn trong ngày hôm nay đó em xin phép là em chia sẻ cái video này, em cũng mong là cô chú anh chị sẽ động viên tinh thần cho gia đình của mình, và thứ hai nữa thì em cũng gửi chút ít đồng thành của Mạnh Thường Quân cho gia đình của mình để phụ với chị ha, có tiền trang trải. Chị cũng xin cảm ơn quý anh chị, quý Mạnh Thường Quân giúp đỡ với gia đình. Ở đây á, là em xin phép là em thay mặt cho cô Thanh Hương ở Đà Lạt gửi cho gia đình mình là 2 triệu. Thứ hai là anh Sơn Trần ở Mỹ là 1 triệu. Thứ ba là 1 triệu ở Melbourne, Úc là 1 triệu. Và cuối cùng là anh Phạm Hồng Thái ở Úc là 1 triệu. Tổng cộng là 5 triệu đồng. Dạ, cảm ơn. Với lại là có anh Bùi Đình Nay ở Seattle cũng tặng một cái tờ tiền 2 đô làm kỷ niệm. Thì tổng cộng em gửi đây là 5 triệu với lại tờ tiền 2 đô đây. Em tặng cho Nhận giùm em chị lại. Em xin cảm ơn anh chị quý Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình em. Em xin thật cảm ơn. Này cũng thí dụ như là đóng tiền điện nước rồi dự trù thì cũng đỡ được phần nào, ví dụ như nửa tháng tháng thì cũng đỡ. Có vậy thì đi lo cho nha, cũng không đỡ lên. Đi chi phí xe ví dụ như là đây đi lên trên ông 41 mày đưa cháu đi khám lại đó là khoảng bao nhiêu tiền? Thường đi tiền xe ăn uống, nếu mà ở lại qua đêm thì tốn tiền nhiều nữa. Ủa hai vợ chồng là tính là nhận 5 triệu này là để đi khám cháu đó hả? Cái này tại em gửi trước để ví dụ như gặp có khó khăn trước mắt đó để sử dụng. Ủa là tính là lấy 5 triệu này đi khám luôn. Dạ. Thôi vậy ví dụ như là mình anh tùy theo anh chị thôi, muốn tính thì hay ông nghĩ thì cũng được. Tại hôm nay bé ba nó thấy bé nó thở cũng như
ở đâu có nó khó thở nha. Chưa đi hoài. Thôi đi khám đi. Vậy nó là đi khám cho nó. Đi khám đi. Dạ nó để bán về bữa về về đi đâu. Tại em tưởng là ấy nhà. Ấy nhà là nhận được cái 5 triệu thì thấy mừng nè, nó mình đi khám. Thì thế đi khám thì nó cứ với em thôi. Tại hôm nay chị bỏ cũng mấy năm, hai năm, có hai năm mấy rồi. Bị bệnh ung thư mà bỏ hai năm mấy. Tại anh cũng ngẫu anh bỏ cũng mà anh lo đi làm anh ba năm mấy lẽ đi tái khám không có tốn tiền, mình thấy vẻ khỏe mình cái mình làm kiếm tiền nha, cứ làm kiếm tiền không rồi bỏ giờ những cái bị ba nó hiền hồi nhỏ bệnh thì cũng ráng làm trước rồi cũng làm được sống qua ngày làm dữ lắm làm hai ba ngày anh bỏ này anh bắt cái gì làm dữ lắm bữa gì em chở ba giỏ gì xe đó anh chở 150 kg anh giờ anh bán anh cũng kiếm mấy trăm ngàn ba 400 ngàn đó là tiền ha. Thôi em xin phép là em tắt máy ở đây ha. Dạ dạ. GoFood xin phép được kết thúc cái video ở đây nha mọi người. Ví dụ như là ít hôm nữa đó mà chị Lài chị sắp xếp được đó, đưa cháu đi lên trên bệnh viện để mà khám lại đó, thì nếu mà có duyên thì mình sẽ gặp lại hai mẹ con và mình sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tình hình của gia đình anh Tùng chị Lài đến cho tất cả mọi người. Một lần nữa thì cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video. Xin chào và hẹn gặp lại.